Là nếu mà đi lấy tiền về à? Không lăn léo anh thấy cô đơn, anh nhớ những người buồn đẹp hơn, anh thấy những cuộc vui xa hoa thâu đêm. Và thể hiện những ca khúc mà mình tâm đắc nhất. Mừng sinh nhật cho anh Tấn lần thứ 50 trong buổi tối hôm nay. Và một lần nữa các bạn trông cũng là vui mừng thay mặt Tấn ạ. Xin được chúc tôi cả hội quán đầu các đèo hai miền trong buổi tối hôm nay. Và đây bắt đầu cho chương trình dịch thật ra đầu tiên cho trọng hội giải ra ca kính ở vòng mong cha mẹ được.